chị. Chúc mừng chị Tân gia nhá. Chị nhà cảm ơn. Mới đẹp quá đây. Thế hôm nay hai đứa đi một mình hả? Chú Tư có lên không? Nãy chú có đi cùng, thế nhưng mà em cạn. Chú Tư, sao chú lại ngồi ở đây ạ? Chú đi lên với con. Chú ngồi đây ạ. Hồi thế. Chú đây làm gì? Bẩn nhà của chị ra. Không, em vừa nói cái gì? Bây giờ các em lớn hết rồi, giỏi giang rồi thì lại coi thường những thứ này à? Ngày xưa nếu mà chú Tư không đi bán hoa quả để phụ giúp thêm cho bố mẹ mình ấy, thì các em đã chết đói rồi đấy. Nếu mà không có chú thì cũng không có ba chị em cháu như ngày hôm nay ạ. Chúng cháu biết sai rồi, chú tha lỗi cho bọn cháu nhé. Chúng cháu có một ít quà gọi là tấm lòng muốn gửi đến chú ạ. Cháu, chú ơi. Chú nhận giúp cháu. Chú cảm ơn. Tài liệu thế này mà em cũng làm được à? Để đi làm lại. Khỏi. Cái cơ bản mà em cũng làm được ấy thì không cần phải làm gì nữa. Em nghỉ việc đi. Ờ chị ơi. Em làm đơn rồi sang phòng chính. Chị cho em xin chữ ký xác nhận ạ. Công ty đuổi việc em nên là đây là tiền lương và tiền đền bù cho em. Alo bố ạ. Con không học cao học nữa đâu. Con để tiền chữa bệnh cho bố. Con sẽ gửi tiền sớm ạ. Xin lỗi, vì hôm nay chị có phần quà đáng với em. Trong đây là 50 triệu. Chị hy vọng số tiền này sẽ đủ để em chữa bệnh cho bố và tiếp tục việc học của mình. Bố ơi, con đang về đây ạ. Cô ơi, bún của cô bán bao tiền một suất ạ? 40 nghìn một bát bà. Cô ơi, tôi còn có chút đây tiền, cô bán em luôn một bát bún nhỏ nữa không ạ? Chỗ tiền lẻ này của bà ấy còn không mua nổi bún không. Thôi bà cứ đi vào chỗ ngồi đi, tôi sẽ xử lý sau. Bây giờ còn khách đang đợi ở đằng sau kia kìa. Cô ạ. À? Không sao đâu bà. Cho tôi một bát bún sườn đầy đủ không hành nhá. Chị đợi em một lát ạ. Em mời chị ạ. Ơ cái chị này, tôi nói chị không nghe à? Tôi bảo tôi không ăn hành, bây giờ nhiều hành như làm sao mà tôi ăn? Chỗ này chỉ là một ít hành thôi mà. Vậy thì để tôi thay bát khác cho chị. Bà ăn đi nè. Cô, tôi không ăn đâu ạ. Bây giờ mà tôi lôi ở bát này đi thì phí lắm. Tại vì tôi làm sai cho khách, ăn đi. Cảm ơn cô ạ. Bà chủ, bà có trí nhớ tệ như thế từ bao giờ đấy? Thế em không ăn hành từ khi nào đấy? Bà cũng quên thùng cắt tông này rồi. Chắc là đống phế liệu thôi, để em đưa cho bà. Này, cô mù mà con đâm vào xe thế ạ? À? Nghĩa, lâu lắm xe không gặp cậu. Linh à, bây giờ trông vẫn nghèo hèn đấy nhở. Mà này, thế bây giờ đâm vào xe của tôi thì định đền thế nào hả? Bây giờ cậu muốn đền như thế nào? Đền thế nào á? Cô có bán cả người, cô đi cũng không đủ mà đền nhá. Anh đây, rồi anh mang xe về ngay đây. Bây giờ tôi phải đi có việc, cô cứ liệu đấy. Tôi không bỏ qua cho cô đâu. Anh đây, anh mua cả nước cho em này. Sao bây giờ anh mới đến, xếp em mà về làm thế nào? Sao cô mặt dày thế ạ? À? Đã nghèo hèn rồi, tôi tha cho rồi còn đi theo tôi để làm gì? Mà nếu đã đi theo ấy, thì đền tiền xe đi. Còn nếu không đền được ấy, thì nhận cái này đi đây. Thư ký Ly, đây là bạn trai của em đấy à? Đây là chủ tịch mà em vẫn thường kể với anh nhá. Nghĩa này, nể tình cậu là bạn học cũ của tôi ấy, tôi sẽ không bắt cậu đền xe của tôi nữa. Nhưng mà có một câu cậu phải nhớ lấy, đừng bao giờ đánh giá vẻ bề ngoài người khác và đừng bao giờ cho mình cái quyền mà coi thường người khác như thế nữa. Cẩn thận có ngày hối hận cũng không kịp. Chào chủ tịch Linh. Em này. Dạ. Tại sao chú lại ăn bữa cơm không mà không ăn thức ăn thế kia? Vợ chú ấy bị tai nạn, nằm liệt giường cả năm nay rồi. Ba miệng ăn đều phụ thuộc vào tiền lương của chú ấy. Cho nên mỗi khi mà có đồ ăn ngon là chú ấy đều để dành mang về cho gia đình ạ. Em báo với cả phòng hành chính tăng lương cho chú ấy thêm 5 triệu. Nếu như mà tăng lương cho chú ấy, em e là phòng bảo vệ sẽ bàn tán những lời không hay ạ. Phòng bảo vệ thì cũng cần tổ trưởng để quản lý mà. Từ bây giờ chủ Tuấn sẽ là tổ trưởng. Em đi báo với họ phòng hành chính như thế. Em hiểu rồi chị. Cháu có ít quà của đối tác cháu không dùng đến, chú nhận lấy đi ạ. Chú cầm đi. Cảm ơn chủ tịch ạ. Chào chú. Cô này,
Thế cô có mua không? Không mua thì đi ra chỗ khác. Không nhìn thấy cái đằng sau còn bao nhiêu người chờ à? Chào chủ tịch ạ. Nói bao lần rồi, đừng để em khỏe, ra chỗ khác đi. Bánh mì kiểu gì thế này? Ôi chết lên được ai mà ăn. Phương này, tại sao lại có cô gái đứng thập thò ở quán bánh mì gần công ty mình như kia? Chị ơi, cô ấy đang đứng đợi bánh mì đấy ạ. Đợi bánh mì á? Vâng, ngày nào cứ tầm giờ này là cô ấy lại đứng ở đây đợi đến cuối chiều, chờ đến khi quán hết khách, chủ quán sẽ vứt bánh mì đi và cô ấy đem về cho con của cô ấy. Vì ngày nào cứ đến giờ này là chị đi họp cho nên không lấy được cảnh này. Mẹ cầm lấy đi. Ui, con cất đi mẹ không cần đâu. Không, cái này là con cho mẹ. Mẹ cứ cầm lấy đi nhá. Thôi mà con. Anh đưa tiền cho mẹ đấy à? Sao anh không nói với em? Anh hôm nay là sinh nhật của mẹ, anh cũng chỉ muốn biếu mẹ một ít. Anh đưa cho mẹ bao nhiêu? Anh đưa cho mẹ 1 triệu. Cái gì? 1 triệu? Sinh nhật mẹ mà anh đưa 1 triệu à? Mẹ ơi, mẹ cầm lấy thẻ này đi. Ở trong thẻ này của con ấy có 10 triệu. Mẹ muốn mua gì thì mua, con biếu mẹ đấy ạ. Anh này, sau này anh muốn biếu mẹ thì nhớ bảo em. Mẹ ơi, hôm nay con có đặt bàn ở nhà hàng rồi đã. Cả nhà mình đi ăn nhá. Mẹ em cho chị một lon cà phê. Cô không biết xếp hàng à? Cô là ai đấy? Nhìn lạ thế. Nhân viên mới hả? Có biết tôi là ai không mà lên tiếng ở đây hả? Này, chiều vòng sale đấy. Đừng dạy gì mà động vào. Thế chiều vòng sale thì không có chân xếp hàng á? Giỏi đấy. Nhưng mà ở đây thì chơi theo luật của tôi nhá. Bình thường thì cô ta cũng thế này à? Bình thường á, còn thì cảm ơn ý. Trời ơi, ai mà phản kháng à? Dí chết. Cậy chức cậy quyền. Hóa ra là đến phỏng vấn hả em gái? Thế mà vừa nãy hoanh hoang lên mặt dạy đời. Thôi, em về đi, không cần ngồi đây nữa đâu. Em bị loại rồi. Tôi còn chưa phỏng vấn mà. Không phục à? Cô đi phỏng vấn mà hồ sơ bẩn như thế này thì đã đủ lý do để loại chưa? Mà ẩm ý thế? Không có gì đâu ạ. Em phỏng vấn bạn này không biết điều thôi. Chị Linh, cô nói cái gì đây hả? Đây là chị Linh, ngày hôm nay chị đến đây để nhận chức tổng giám đốc mới. Cô nói nhân viên cái gì? Cô cũng giỏi thật đấy chứ nhở, hống hách lộng quyền, lại còn thích lên mặt với ngày mới nữa. Anh này, dạ. Việc đầu tiên khi tôi nhận trước ấy là tôi sẽ đuổi cô gái này có được không? Chị muốn gì cũng được ạ, chị là sếp mà. Anh ơi, cô đã nghe cái gì chưa? Đừng lấy làm gì nữa,